Khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2016, nhiều người sống trên đường 1A xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh phát hiện khói bốc lên nghi ngút tại hai căn xưởng cùng số nhà A516. Lúc này hai căn xưởng nghỉ hoạt động nên cửa được khóa kín. Người dân chỉ trình báo lực lượng chức năng rồi bất lực nhìn khói lửa bao trùm căn xưởng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường tiếp cận đám cháy. Do đám cháy quá lớn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Chánh đã xin chi viện từ hai đơn vị là quận Bình Tân và quận Tân Phú cùng hỗ trợ dập lửa. Hơn 100 chiến sĩ cùng khoảng 20 xe chữa cháy ngay sau đó đã tiếp cận phá rỡ cửa cuốn, đập vỡ bức tường và liên tục phun nước để hạn chế ngọn lửa lan sang các phòng trọ. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được lực lượng chức năng cơ bản khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi phần lớn các vật liệu bên trong đám cháy. Được biết, hai cơ sở trên là của ông Huỳnh Quang Đào làm chủ, cho hai ông là Trương Tân Phương và Trương Quốc Minh thuê để tái chế vật liệu. Cả hai cơ sở trên đã hoạt động được 3 tháng và không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy cũng như thống kê con số thiệt hại.